Thưa quý vị và các bạn, tình hình trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 4 ngày nghỉ lễ năm nay tương đối ổn định, nhiều vụ việc giảm so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Theo tổng hợp Công an tỉnh, đến 12 giờ ngày 3 tháng 5, về tệ nạn xã hội, phát hiện triệt phá một vụ đánh bạc trên địa bàn huyện Khoái Châu, tạm giữ 3 đối tượng, thu trên 5 triệu đồng, giảm 2 vụ so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Về ma túy, phát hiện bắt giữ một đối tượng trên địa bàn thành phố Hưng Yên, giảm 1 vụ, 1 đối tượng. Về trật tự xã hội, xảy ra một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Khoái Châu trị giá khoảng 10 triệu đồng đã điều tra làm rõ. Về trật tự an toàn giao thông, xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Tiên Lữ làm chết 1 người, bị thương 1 người, tương đương với kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Ngoài ra, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và tăng cường tuần tra kiểm soát của các cơ quan chức năng nên không xảy ra tình trạng đánh cãi nhau, gây rối trật tự công cộng, không có tình trạng đua xe trái phép.